Cát Phượng đăng đàn thẳng thắn khi biết ca sĩ Hồ Việt Trung có con riêng 3 tuổi mà giờ mới thông báo. Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, ca sĩ Hồ Việt Trung gây bất ngờ khi quyết định công khai con gái riêng 3 tuổi. Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồ Việt Trung đột ngột đăng tải dòng trạng thái tiết lộ đã có con gái riêng, khiến công chúng ngỡ ngàng. Nam ca sĩ chia sẻ vì sợ mất fan nên anh không đủ can đảm để công khai sự thật này suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên hiện tại giọng ca người quan trọng nhất quyết định thừa nhận và anh hy vọng khán giả sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ mình dù có như thế nào. Trước dòng chia sẻ của Hồ Việt Trung, nghệ sĩ Cát Phượng cũng lên tiếng đầy bất ngờ. Có con mà không dám nhận và không dám chia sẻ thì đó mới là hành vi ác độc và khán giả khi biết sẽ không còn yêu thương cậu đó cậu A. Còn đằng này khoe con cũng vì thương con và chia sẻ với tất cả mọi người, đó là con mình thì ai mà ghét. Chỉ sợ gái biết cậu có con nên không dám nhào vô hôi ha. Nhưng cô nào nhào vô đồng nghĩa là thương cậu nhất. Thương cha ắt sẽ yêu con. Những sau việc thay đổi tính cách hoàn toàn nhờ người yêu bà xã. Lý Hải, kể từ lúc kết hôn với Minh Hà, Lý Hải luôn thể hiện mình là người chồng, người cha có trách nhiệm. Thay vì làm những điều ngọt ngào với vợ, thì anh lại thể hiện tình cảm qua hành động. Sau nhiều năm về chung nhà, vợ chồng nam ca sĩ có một cuộc sống khá màu hồng. Có lẽ do thời gian tôi dành cho con nhiều hơn nên không quan tâm đến chuyện khác. Tính tôi rạch ròi giữa công việc và gia đình. Ngay cả khi quay phim, xong việc là về nhà, tôi không có hẹn hò cà phê hay đi nhậu riêng với ai. Ví dụ khi triển khai tiền kỳ, họp với các diễn viên thì tôi gặp tất cả mọi người, chưa từng gặp riêng diễn viên nào. Với người đàn ông không để vợ ghen thì đừng làm gì để vợ khả nghi. Ngày xưa tôi còn trai tưng, gái còn để ý, giờ là ông bố bốn con, người ta nghe đã sợ, vợ chồng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối, chưa bao giờ tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn của bà xã và ngược lại, nam ca sĩ tâm sự chuyện vợ chồng. Tuấn Hưng. Trước đây Tuấn Hưng từng nổi tiếng với nhiều mối tình gây xôn xao làng giải trí. Tuy nhiên đến hiện tại, hình ảnh một Tuấn Hưng làm chồng làm cha, luôn biết bảo vệ, giữ gìn từng giây phút hạnh phúc bên mái ấm đã làm cho bao người ngỡ ngàng. Đó là một khác biệt lớn mà anh cũng nhận thấy người làm, nên điều khác biệt trong anh đó chính là bà xã Thu Hương. Bản thân anh cũng nhận thức rất rõ sự khác biệt trong chính con người mình kể từ khi lấy vợ. Nếu như hồi trẻ tôi mông lung trước những lời cám dỗ thì có thể chấp nhận được, nhưng giờ đây khi đã trở thành một người chồng, người cha, việc để những cám dỗ làm gia đình tan nát quả là đáng trách, nam ca sĩ chia sẻ. Trên trang cá nhân, anh luôn có những lời ngọt ngào yêu thương và cảm ơn người bạn đời của mình. Tiến Luật, cưới nhau được 8 năm, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thu Trang Tiến Luật luôn làm mọi người ngưỡng mộ. Trên truyền thông, Tiến Luật luôn luôn nhắc đến bà xã với những từ ngữ có cánh. Anh thừa nhận chính vợ đã làm cho cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Nếu không có Thu Trang thì anh cũng không thể có cuộc sống sung túc như hôm nay. Nam diễn viên bộc bạch, trước khi có vợ anh là một người lớn lên từ đường phố nên khá phóng khoáng. Khi kết giao với nhiều kiểu người khác nhau, anh hay có tật lên mạng thả thính, bình luận thoải mái với nhiều người và điều đó làm vợ anh không thích. Tuy nhiên đó là câu chuyện của trước đây, giờ Tiến Luật cũng đã hạn chế thói quen này, chỉ nói chuyện và trả lời những điều cần thiết với những người quen. Ngày xưa, có bộ đồ tôi mặc cả tháng trời, còn bây giờ thì áo này phải phối đi với quần, mắt kiến nào cho hợp, tôi đều được tư vấn. Lúc đầu có hơi khó chịu với thay đổi đó, nhưng một khi được bạn bè khen thì tôi mới nhận ra vợ mình tư vấn đúng. Vợ nói đúng thì phải nghe, nam diễn viên chia sẻ. Lương Thế Thành. Lương Thế Thành và Thúy Diệm kết hôn năm 2016 sau 3 năm hẹn hò. Họ được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt bởi tình yêu ngọt ngào giản dị của họ. Theo đó, năm 2018, vợ chồng Lương Thế Thành sắp chào đón cậu con trai đầu lòng. Kể từ lúc lập gia đình, Lương Thế Thành thay đổi rất nhiều. Thay vì la cà thì anh lại dành thời gian cho vợ nhiều hơn. Tính cách này thể hiện rõ khi vợ mang thai. Theo lời kể của bà xã, từ khi cô mang thai, Lương Thế Thành lo lắng cho vợ nhiều hơn. Anh Thành lúc nào cũng che chở và tranh làm hết mọi việc trong nhà. Dù đi quay mệt đến cỡ nào thì khi về, anh ấy cũng dành thời gian massage cho vợ mỗi tối. Không những thế, anh ấy còn nấu tổ yến cho tôi ăn, giúp tôi uống sữa và canh chừng nhắc nhở tôi phải đi đứng nhẹ nhàng. Công Vinh. Vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất trong làng giải trí. Bởi lẽ rất hiếm hoi có một cặp đôi lúc nào cũng ngọt ngào hạnh phúc như thuở mới yêu. Chẳng những thế, từ khi lập gia đình, Công Vinh dường như không còn la cà đàn đúm với bạn bè.
sau công việc anh dành hết thời gian cho vợ và con cái. Nam cầu thủ từng chia sẻ đầy tự hào, tôi cũng khéo chăm con lắm, mỗi khi ở nhà, tôi thường xuyên tắm thay tã cho con và cho bú ngon lành. Đây cũng là những giây phút hạnh phúc nhất đời tôi, giờ làm điều gì tôi cũng phải nghĩ đến con đầu tiên, mình không thể làm gì sai trái để sau này ảnh hưởng tới con. Hiện tại với tôi, gia đình là số 1, tôi tâm niệm rằng gia đình có vững chắc thì sự nghiệp mới tốt lên được. Trứng thành Harry Won ôm nhau chặt cứng, tự xưng là Rabbit Angelina bản Việt, bị Trường Giang khinh bỉ đi qua phá đám. Đoạn clip được báo ghi lại sau hậu trường khi đàn ông mang bầu, tiếp tục hé lộ khoảnh khắc đáng yêu từ gia đình Harry Won và Trứng Thành. Chỉ còn một ngày nữa, khi đàn ông mang bầu sẽ chính thức lên sóng với những bất ngờ, hào hứng và cả sự nhân văn toát lên từ thông điệp của chương trình. Sau khi teaser chính thức của chương trình lên sóng, tạo hình khác biệt của Trấn Thành so với Trường Giang và Hứa Vĩ Văn gây tò mò và thích thú cho khán giả. Cùng báo được nhập hậu trường, buổi quay hình tập đầu tiên để xem không khí của các cặp đôi, cũng như Trấn Thành chia sẻ như thế nào về tạo hình siêu nữ tính này nhé. Clip do báo thực hiện hé lộ khung cảnh tập luyện ca khúc chủ đề Khi Đàn Ông Mang Bầu của bộ ba Gia Đình Hoàn Hảo tại Melbourne. Không chỉ lựa chọn cho mình những bộ trang phục bắt mắt độc đáo nhất, phần hóa trang của cả ba đội cũng tăng thêm tính hài hước cho chương trình. Đặc biệt trong tập ra mắt, bộ đôi Trấn Thành Harry Won hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết thú vị dành cho khán giả. Chẳng biết ba gia đình bàn bạc thế nào mà mới sớm ra bộ đôi Việt Hàn đã xuất hiện tương tức. Với hình ảnh nữ tính đến bất ngờ, trong khi hai gia đình còn lại vẫn rất thoải mái với thường phục. Để đến khi Trường Giang, Hương Giang, Kỳ Duyên, Hứa Vĩ Văn thoải mái tập nhảy, thì Trấn Thành Harry Won phải khép nép trong hai chiếc váy nữ sinh đáng yêu như thế này. Trong khi Trường Giang, Hương Giang hay Hứa Vĩ Văn, Kỳ Duyên đều rất thoải mái trên sàn tập, thì gia đình Việt Hàn lại xích mích với hai bộ trang phục đặc biệt này. Cho đến khi bị Trường Giang mỉa mai, Trấn Thành mới phân bua cho tạo hình đặc biệt của mình. Anh cho biết khi được ban tổ chức gợi ý, cứ nghĩ các team sẽ làm lố như nhau, nhưng không ngờ gia đình mình lại là người lố nhất. Nhưng không sao, lố duyên vẫn là kim chỉ nam của Sinri khi tại đàn ông mang bầu. Đặc biệt, trước nhận xét đây là cặp trời sinh tiên đồng ngọc nữ, mỗi năm chỉ gặp một lần, xin giới thiệu David Thành, Jennifer Won của Trường Giang. Trấn Thành lập tức bác bỏ. Nam danh hài cho biết gia đình mình là Rap Thành, Angelina Won, với hy vọng đây sẽ là một mối tình đẹp như gia đình Rabbit và Angelina Jolie trước đó. Cùng đón chờ ca khúc chủ đề cùng màn khuấy đảo phố đi bộ của cả ba gia đình Việt Hàn, Kỳ Vĩ và phép thuật tại Khi Đàn Ông Mang Bầu vào lúc 20 giờ tối ngày 24 tháng 5. Sau việc đầu tư đám cưới hoành tráng, nhưng thực đơn đại tiệc lại gây choáng. Dù những sao Việt này đều là những người giàu có trong làng giải trí, nhưng họ lại đãi tiệc với những món ăn không thể giản dị hơn. Lâm Khánh Chi. Hôm 28 tháng 12, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi tổ chức lễ đón dâu tại nhà riêng của cô quận 9 và tiệc cưới tại nhà chồng ở Vũng Tàu. Theo đó, cặp đôi đã làm người khác choáng ngợp vì độ chịu chi cho ngày trọng đại. Đúng như chia sẻ trước đó, Lâm Khánh Chi quyết định làm đám cưới cực hoành tráng để cộng đồng LGBT được hãnh diện. Sau khi lễ cưới ở nhà trai kết thúc, trên mạng xã hội vừa xuất hiện thực đơn các món ăn trong ngày vui của nữ ca sĩ chuyển giới và ông xã kém 8 tuổi. Theo đó, các quan khách được thưởng thức các món như gỏi bắp bò bánh phồng, gà hấp cải, xôi chà bông, tôm hấp bia, bê né bánh đa, lẩu thái và trái cây. Các món ăn này khá giản dị khiến mọi người bất ngờ. Thông thường thực đơn trong lễ cưới của các nghệ sĩ khác đều là có những tên nghe rất hoành tráng và đắt đỏ. Chi tiền tỷ cho đám cưới, nhưng khẩu phần ăn của quan khách lại đơn giản như thế này đây. Tổng số tiền vàng mà gia đình chồng tặng cho Lâm Khánh Chi, vừa nhìn vào ai cũng hoảng hốt trước 6 chiếc kiềng vàng này. Khởi My Kevin Khánh. Vào ngày 23 tháng 8, hình ảnh về lễ cưới bí mật của Khởi My Kevin Khánh xuất hiện tràn lan trên khắp các diễn đàn và thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Bởi lẽ đây là một cặp đôi sạch, nói không với scandal trong làng giải trí Việt. Theo đó, cặp đôi đã dành nhiều thời gian và tiền bạc cho lễ cưới. Kevin Khánh và Khởi My đã có lễ đón dâu bằng dàn motor khủng với trị giá hàng trăm triệu, tổ chức tiệc cưới chung vui với mọi người ở ngoài trời tại một khu biệt thự ở quận 2. Tuy nhiên, có một điểm thu hút sự chú ý của khán giả chính là thực đơn món ăn.
Các quan khách sẽ được thưởng thức các món như cá diêu hồng, gỏi mật, gừng cá ngừ và sườn nướng. Rất nhiều người ngạc nhiên vì cách lựa chọn các món ăn cho tiệc cưới hết sức dân dã của hai vợ chồng Khởi My. Thủy Tiên Công Vinh. Cuối năm 2014, đám cưới Thủy Tiên Công Vinh được tổ chức quê nhà Kiên Giang trong sự chúc phúc và sự quan tâm của nhiều người. Trong ngày trọng đại, vợ chồng Thủy Tiên làm quan khách rất bất ngờ khi chọn món chay để đãi tiệc. Thực đơn trong đám cưới Thủy Tiên Công Vinh gồm các món nghe rất lạ như kỳ duyên hội ngộ, một thoáng quê hương, suối nguồn tươi trẻ. Dù là món chay nhưng cũng được trang trí rất cầu kỳ và bắt mắt. Được biết gia đình Thủy Tiên rất trọng đạo Phật và mẹ ruột của ca sĩ ăn chay Trường, vì vậy tiệc cưới của con gái tổ chức bằng tiệc chay cũng là điều dễ hiểu. Thanh Bạch Thúy Nga. Vào giữa tháng 7 2016, đám cưới của MC Thanh Bạch và Thúy Nga được tổ chức tại Long Thành, Đồng Nai, nơi diễn ra hôn lễ hết sức rộng rãi và có đến gần 1.000 người đến chúc mừng, trong đó có khá nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz Việt. Trong đám cưới MC Thanh Bạch, các loại thức ăn phục vụ cho tiệc cưới rất đặc biệt như bánh khọt với tôm, bánh bèo, bánh canh. Tất cả các món ăn nghe qua có vẻ bình dị, nhưng theo tiết lộ của khách mời thì cách chế biến rất cầu kỳ và đạt chuẩn nhà hàng 5 sao. Thức uống được chiêu đãi là nước dứa thanh mát thay vì các loại rượu nước có ga. Ngoài ra, khu vực trung tâm là một bàn lớn chứa đầy các loại trái cây miệt vườn. Các vị khách có thể mang về như một món quà mà cặp đôi mới cưới này dành tặng.